Cách đây 2 năm, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam quyết định đưa ông Lê Phước Hoài Bảo, con trai ông Lê Phước Thanh, khi đó là bí thư tỉnh ủy Quảng Nam, vào vị trí giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư. Ngày đó, nhiều người đặt nghi vấn về một cán bộ mới 30 tuổi, chưa có kinh nghiệm thực tiễn lại giao đứng đầu một sở quan trọng như vậy, liệu có ổn không? Và nếu ông Bảo không phải là con trai của bí thư tỉnh ủy, thì có được ngồi vào ghế giám đốc sở này hay không? Sau khi Ủy ban Kiểm tra Trung ương nêu rõ những sai phạm của ông Lê Phước Hoài Bảo, thì điều mà nhiều người lo lắng trước đây quả không thừa. Bạn tôi cũng cứ suy nghĩ thế này nè. Liệu đưa quá nhanh, tuổi quá trẻ như thế, chưa được thử thách nhiều, mà đưa như thế thì tôi nghĩ rằng thế nào cũng không làm được việc đâu. Xem để quy trình cho nó kỹ, chứ đừng có bỏ qua một cái giai đoạn nào của quy trình thì rất là nguy hiểm. Gọt rửa dần đi, để cho cái đất, cho cái địa phương, cho cái tỉnh nó thật sự như là trung ương, như chủ trương của trung ương, làm cho trong sạch cái bộ máy. Chứ không để cái tình trạng là bao che rồi nâng cấp đỡ rồi thì cho con ông cháu gia để lan rõ, mà cái trường hợp của Lê Phước Hồ Bảo là một cái minh chứng. Về những sai phạm của các tổ chức cá nhân ở tỉnh Quảng Nam, theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam đã chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc và từng đảng viên tự kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm. Đối với ông Lê Phước Hoài Bảo thì tiến hành kiểm điểm, làm rõ khuyết điểm trong việc kê khai lý lịch, quá trình đi học nước ngoài và thực hiện các thủ tục xóa tên đảng viên theo quy định, với tinh thần là kiểm điểm nghiêm khắc, không bao che. Trong công tác cán bộ, những trường hợp ép trái chín non không sớm thì muộn cũng bộc lộ yếu kém, thất bại. Đối với trường hợp của ông Lê Phước Hoài Bảo, nhiều người cho rằng đó là bài học đau xót về sự vụ lợi, vun vén cho bản thân và gia đình.